Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 5 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Huyện Ân Thi tập trung giải ngân vốn đầu tư công, 4 tháng đầu năm đã giải ngân được gần 40% kế hoạch. Một số địa phương tại thị xã Mỹ Hào gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm. Đổi thay xã nông thôn mới kiểu mẫu Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Ký ức của những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Thành phố Hưng Yên hỗ trợ xe thu gom rác để nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. 4 tháng đầu năm nay, thu thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được 1.370 tỷ đồng, đạt 37% so với dự toán được giao, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu sắc thuế đợt cao là thu thuế giá trị gia tăng đạt 1.200 tỷ đồng, thu thuế xuất khẩu nhập khẩu đạt trên 100 tỷ đồng. Chi cục Hải quan Hưng Yên thực hiện thủ tục tờ khai xuất nhập khẩu trên 100.000 tờ khai, doanh nghiệp có thể khai báo điện tử, làm thủ tục 24/24 giờ cho tất cả các ngày làm việc trong tuần. Đến nay, đơn vị ký bản thỏa thuận với trên 1.500 doanh nghiệp, đưa các nội dung thỏa thuận vào hoạt động thực tiễn. Chi cục Hải quan Hưng Yên xây dựng bản cam kết với cộng đồng doanh nghiệp và niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hải quan với các cam kết về thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ và thái độ, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của công chức hải quan khi tiếp xúc, làm việc với người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp đến giao dịch, quyết liệt thực hiện dự toán pháp lệnh được giao. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, 4 tháng đầu năm 2024, huyện Ân Thi đã giải ngân được 37% kế hoạch đầu tư công của cả năm. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công huyện Ân Thi được giao hơn 390 tỷ đồng. 4 tháng đầu năm, huyện Ân Thi giải ngân gần 150 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch được giao. Trong đó, các dự án do xã đầu tư đã giải ngân được gần 85% kế hoạch, dự án do huyện đầu tư đạt 41%. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh mới đạt 2 tỷ đồng trên 162 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến việc giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh đạt thấp chủ yếu do bố trí các công trình khởi công mới trong năm. Các dự án này đang trong quá trình thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Hiện tại, huyện Ân Thi tiếp tục rà soát lại kế hoạch đầu tư công năm 2024, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các dự án, tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Thưa quý vị, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là sổ đỏ, là một trong những nguyên nhân gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực tế này đã và đang hiện hữu tại khá nhiều địa phương, thế nhưng công tác cấp giấy chứng nhận lại rất chậm, phản ánh tại xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào. Dự án nâng cấp mở rộng đường trục xã Cẩm Xá dài trên 3 km. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan tới hơn 200 hộ dân sống hai bên đường. Dự án được triển khai từ tháng 10 năm 2023, nhưng qua 7 tháng vẫn chưa giải phóng được hộ nào. Tới thời điểm hiện tại thì 10 hộ dân là cung cấp giấy chứng nhận, còn các hộ khác thì chủ yếu là cung cấp những giấy tờ mua bán của các thời kỳ và giấy tờ nộp thuế. Nguồn gốc đất do xã giao thì cơ bản các hộ là không giữ được. Thời gian tới, hội đồng xét duyệt đất của xã sẽ tiếp tục mời những hộ dân bên hai trục đường và lãnh đạo cũ qua các thời kỳ về việc là tổ chức giao đất trước. Thời kỳ trước là giao đất không đúng thẩm quyền nên để tiếp tục rà soát là những bước tiếp theo. Theo kết quả rà soát, cơ bản các hộ trong danh sách giấy phóng mặt bằng đều là đất giao trái thẩm quyền từ trước năm 2000. Dù diện tích giải tỏa không nhiều nhưng lại phạm vào các công trình người dân đang sử dụng. Vì chưa có giấy chứng nhận nên không thể xác định được những công trình này trong hành lang giao thông hay nằm trong diện tích đất xã đã giao để lên phương án đền bù hay hỗ trợ. Tương tự như vậy, tại dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá, địa phương này có 8 trên 9 hộ thuộc diện đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận. Có sổ rồi thì chúng tôi là cứ sổ đỏ chúng tôi làm, còn không có sổ đỏ thì chúng tôi phải xác minh rồi nguồn gốc rồi từ những năm nào nó khó hơn nhiều. Rút kinh nghiệm thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân để tạo điều kiện khi giải phóng mặt bằng của các công trình khác. Trong những năm qua, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư tại xã Cẩm Xá cũng như các địa phương khác trên địa bàn thị xã Mỹ Hào rất chậm. 4 tháng đầu năm 2024, xã chưa cấp được giấy chứng nhận nào, còn với thị xã Mỹ Hào mới cấp được 55 thửa. Thực tế trên cho thấy, đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vô cùng cần thiết bởi nó không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống dữ liệu quản lý đất đai.
Từ năm 2018, khi người dân xã Phan Xào Nam bắt đầu trồng cây vải trứng, đem lại kinh tế cao, đến nay xã đã xây dựng được 8 vùng trồng chuyên canh cây vải trứng. 8 vùng trồng chuyên canh cây vải trứng Hưng Yên, chủ yếu tại hai thôn Ba Đông, Phú Mãn, chiếm 120 trên 240 ha diện tích trồng vải trứng của toàn xã. Trong đó, hợp tác xã nông nghiệp Quyết Tiến có trên 12 ha vải trứng được cấp mã số vùng trồng qua ứng dụng hệ thống OTAT và 20 ha vải được chứng nhận sản xuất theo quy trình Việt Gáp, được chứng nhận nông sản OCOP 4 sao. Với giá bán trên 100.000 đồng một kg, các vụ vải năm 2022-2023 đã được xuất khẩu sang thị trường Đông Âu và Nhật Bản, được khách hàng đánh giá cao. Thời gian tới, xã Phan Xào Nam khuyến khích bà con trong xã tích cực chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng vải trứng giá trị cao, xây dựng thêm các vùng trồng vải chuyên canh tại các thôn Phương Bồ, Trà Bồ. Là một trong hai xã đầu tiên của huyện Yên Mỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, phát huy và tận dụng thế mạnh của địa phương, xã Yên Phú tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn phát triển mọi lĩnh vực. Nhờ đó, diện mạo địa phương đã có những thay đổi mạnh mẽ. Hiện nay, trên 500 ha đất nông nghiệp của xã được nhân dân chuyển đổi thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng sản xuất cây ăn quả, vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong xã thành lập được 5 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ nông sản, 10 sản phẩm OCOP 3 sao, trung bình 1 ha đất canh tác đạt 400 đến 500 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng một năm. Từ khi thành lập hợp tác xã thương lái đến tận vườn là thu mua thì bà con đỡ vất vả. Sản phẩm ấy sản xuất ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đấy, mà nhiều khi còn không đủ để cung cấp ra đây cho thị trường. Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, từ năm 2022 đến nay, xã đã đầu tư trên 180 tỷ đồng, nâng cấp mở rộng gần 20 km đường giao thông nông thôn, xây mới 30 phòng học và nhà văn hóa ở 3 thôn. Có được kết quả trên là bên cạnh sự ủng hộ của các cấp, tranh thủ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, xã còn nhận được sự ủng hộ của nhân dân bằng việc đóng góp gần 10 tỷ đồng cùng hàng nghìn mét vuông đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa. Trước khi chúng tôi vận động tuyên truyền người dân thì chúng tôi rất là dân chủ và đưa ra chi bộ vận động các đồng chí đảng viên và cán bộ gương mẫu đi trước, nhân dân cũng đồng lòng theo sau. Xây dựng nông thôn mới thì nó sẽ thay đổi được tất cả mọi mặt, cho nên dân thì sẽ tự nguyện đóng góp mở rộng các tuyến đường, rồi thì làm các khu vệ sinh môi trường, đời sống nâng lên cao rõ rệt. Đấy, tất cả các trường, các trung tâm đều được đầu tư rất là lớn, nên là dân rất là phấn khởi. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, xã Yên Phú vẫn đang chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, cơ sở vật chất và tập trung cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả của các hợp tác xã, từ đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống của người dân, đưa xã nông thôn mới kiểu mẫu Yên Phú ngày càng khởi sắc. Thời gian 70 năm đã trôi qua, nhưng những phút giây chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa vẫn in đậm trong tâm trí của những cựu chiến binh ở huyện Ân Thi. Đó là những tháng ngày khó khăn, gian khổ nhưng hết sức hào hùng. 19 tuổi, ông Vũ Sĩ Hội tham gia kháng chiến chống Pháp rồi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đơn vị của ông Hội là Đại đoàn 316, được giao nhiệm vụ tăng cường hỏa lực tại cứ điểm đồi A1. Trong suốt 38 ngày đêm, lúc tiến công, khi phòng ngự, giành giật với quân thù từng tấc đất, người này ngã xuống, người khác xông lên, quyết tâm quét sạch quân thù. Mỗi khi nhắc lại ông Hội lại cảm thấy tự hào khi đơn vị mình đã bắn rơi hàng chục máy bay địch. Kéo được khẩu pháo lên trên đồi phải mất 3 ngày 3 đêm. Mỗi lần kéo thì lại có cái chèn, tung khoảng 1 mét thì lại chèn lại. Ông Hội nó lao xuống suối, 6 người một khẩu đội, 4 pháo thủ ở trên một pháo. Quay pháo để bắn máy bay đó thì theo lệnh của thủ trưởng. Nhớ nhất trận đánh đồi A1, lệnh của cấp trên là phải kéo 1 tấn bọc pháo ở đấy mới tiêu diệt được đồi A1. Chúng tôi chỉ có quyết tâm là chiến thắng quân thù, không bao giờ đuổi bước. Khi đấy thắng thì Bác Hồ tặng cho mọi người cái kỷ niệm chiến sĩ Điện Biên. Cựu chiến binh Đào Đình Thi, xã Đào Dương tham gia quân ngũ khi mới 19 tuổi. Tháng 3 năm 1954, ông Thi có mặt trong quân đoàn của Đại đoàn 316, hành quân lên Điện Biên xây dựng chiến hào. Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ con đường phía đông lòng chảo Điện Biên. Cuối tháng 4 năm 1954, ông Thi cùng đồng đội khác được giao nhiệm vụ trinh sát sân bay Hồng Cúm thì bị địch phục kích. Nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh. Lúc đó ông Thi bị thương nặng nên được đưa về hậu phương chữa trị.
Dù không được tận mắt chứng kiến cảnh quân địch giương cờ trắng đầu hàng, nhưng những ngày đêm chiến đấu gian khổ vẫn là những ký ức khó quên đối với người lính Điện Biên Phủ nay đã 100 tuổi. Từ tháng 11, tháng 12, năm 53, Việt Nam làm vòng ở trong Điện Biên rồi. Chỉ đợi lệnh cứ làm ở đấy 30 Tết chứ còn qua bên chừng gạo không, chấm giềng mới này, mới ớt. Không có gì cả, bên chừng không thôi. 29 tháng 4, năm 54, tôi mới bị thương. Bị thương trên đầu này, bị thương trên đứt gân chân này. Thế là xong, bó xong còn chữa súng cho bộ đội xong, chúng tôi mới rút ra ngoài về điều trị nữa. 70 năm đã trôi qua, nhưng những tháng ngày chiến đấu gian khổ đầy tự hào của những người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa mãi là những trang sử hào hùng để các thế hệ con cháu sau này khắc ghi học tập, phát huy tinh thần, hào khí Điện Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp. Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và các ngành đoàn thể địa phương trong việc bảo vệ môi trường, triển khai tốt chương trình 10 về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn, thành phố Nghiên vừa hỗ trợ xe chở rác cho các tổ thu gom rác thải tự quản. Trong 3 năm qua, việc triển khai các nội dung của chương trình 10 trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả tích cực. 100% hộ dân trên địa bàn ký cam kết về thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị, nhân rộng mô hình tổ dân phố không rác, thôn làng không rác tại các phường xã. Năm 2023, thành phố tiếp tục trang bị một số bảng thông tin quảng cáo miễn phí để ngăn chặn giảm thiểu tình trạng rác quảng cáo giao vặt nơi công cộng. Cùng với đó, duy trì thực hiện phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp. Tuy vậy, đến nay vẫn còn một bộ phận cán bộ nhân dân chưa chấp hành nghiêm các quy định về trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng. Một số tổ thu gom rác thải tự quản trên địa bàn thiếu trang thiết bị và phương tiện thu gom, còn tình trạng rác thải để không đúng nơi quy định. Năm 2024 thì chúng tôi đã tổ chức là trao 28 xe thu gom rác thải trên địa bàn thành phố và tập trung vào các cái phường xã mà không có công ty môi trường và công trình đô thị thu gom trên địa bàn. Và thông qua cái việc này thì cũng thể hiện cái sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền về cơ sở vật chất cho các cái tổ thu gom rác thải tự quản. Thứ hai nữa là thông qua cái việc này thì chúng tôi cũng muốn tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình 10 nói chung và cái công tác vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Hưng Yên là đô thị loại 2 và phấn đấu 5 xã trở thành phường trong thời gian này. Đo lường chất lượng dịch vụ công của các đơn vị cung ứng dịch vụ công ở địa phương là nội dung thứ 6 của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, tập trung đo lường mức độ hiệu quả cung ứng 4 dịch vụ căn bản cho người dân gồm y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, cơ sở hạ tầng căn bản và an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công nhằm góp phần nâng cao chỉ số PAPI. Nhằm cung cấp cho nhân dân những điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở hạ tầng, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, từ năm 2019 đến nay, xã Hùng An, huyện Kim Động đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp mở rộng trải nhựa áp phan và đổ bê tông hơn 21 km đường giao thông và gần 6 km đường nội đồng. Tổng kinh phí đầu tư cho giao thông là hơn 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đầu tư hơn 35 tỷ đồng xây dựng phòng học và nhà hiệu bộ cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Mấy năm gần đây nói chung tốt nhiều, tiến bộ hơn trước nhiều, các thầy các cô coi dạy bảo là một về kể cả qua sức học về cả đạo đức, thường xuyên hàng tháng là cũng thông tin cho để các phụ huynh nắm được, để mà biết được cái thứ nhất sức học và cái thứ hai nữa là về cái đạo đức của các cháu. Đường giao thông ở nông thôn bây giờ diện mạo bây giờ cũng tương đương với thành phố rồi, như là đi lại nó rất là thuận tiện. Mỗi ngày trạm y tế xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu đón tiếp từ 15 đến 20 người dân đến khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Những ca bệnh thông thường luôn được y bác sĩ của trạm chẩn đoán, xử trí nhanh chóng tại trạm. Các ca bệnh phức tạp vượt quá khả năng được chuyển lên tuyến trên kịp thời, không để xảy ra sai sót. Trạm cũng thực hiện tốt công tác phân loại, lập danh sách quản lý sức khỏe cho các đối tượng như phụ nữ có thai, người tàn tật, người cao tuổi, các đối tượng mắc bệnh mãn tính không lây nhiễm. Không chỉ hài lòng với công tác chăm sóc sức khỏe, người dân xã Nhuế Dương cũng yên tâm với tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Đây là đi tối trước là cũng rất là an tâm, kể cả sáng sớm dậy đi thể dục cũng rất là an tâm, mà tối thì chúng tôi ngủ rất là ngon hơn ngày xưa nhiều. Ngày xưa cũng hay phải là nhiều khi là còn phải dậy đêm, bây giờ không phải dậy đêm. Đấy, cũng một phần là nó cũng có cái cam rồi, cũng một phần là bên công an có đi tuần đêm. Chúng tôi tập trung chỉ đạo nhân viên trạm y tế để đảm bảo trực đầy đủ và có cán bộ chuyên môn đảm bảo về trình độ bác sĩ để thăm khám và kịp thời chữa trị cho nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên tuần tra xây dựng các cái mô hình tự quản về an ninh trật tự. Năm 2023, tổng điểm chỉ số PAPI của tỉnh Hưng Yên là 44,228 điểm, tăng 0,045 điểm so với năm 2022, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh thuộc nhóm thứ nhất, nhóm cao của cả nước. Những đánh giá của người dân cho thấy mức độ đáp ứng của các cấp chính quyền địa phương trong việc đảm bảo cung ứng dịch vụ căn bản có chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân, đồng thời đảm bảo được hiệu suất và hiệu quả của đầu tư công vào 4 lĩnh vực dịch vụ đời sống căn bản nêu trên. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên có công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy, khẩn trương kiện toàn củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở và cơ quan đơn vị, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục kiến thức để mỗi cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở rộng khắp, chất lượng, hiệu quả, duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên đối với các tập thể cá nhân có nhiều thành tích tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo quy định. Triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp hữu hiệu phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố nguy cơ, các vụ cháy, nâng cao hiệu quả công tác chỉ huy và tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy, thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Nhân tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2024, trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 5, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở, doanh nghiệp, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn các huyện Kim Động, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hảo. Đoàn kiểm tra tại 6 cơ sở doanh nghiệp chế biến kinh doanh thực phẩm và một công ty cổ phần dịch vụ logistics Thăng Long. Nhìn chung các cơ sở doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp đầy đủ giấy tờ như giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra tại các địa điểm sơ chế, chế biến thực phẩm, kho lưu trữ đồ khô, thực phẩm tươi sống, khu bếp nấu của các cơ sở và kho mát, kho lạnh của đơn vị kinh doanh dịch vụ kho logistics, đoàn yêu cầu các chủ cơ sở doanh nghiệp có những thay đổi về sắp xếp hàng hóa, nguyên liệu, cần đầu tư thêm các hạng mục để phục vụ tốt quy trình sơ chế và chế biến, lưu trữ thực phẩm. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra chất lượng, lập biên bản xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ T&T Hưng Yên có trụ sở tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu 4 triệu đồng về lỗi người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.